Xin chào bạn, mình là Lee, mình đến từ earlingsos.com. Ta sẽ vào bài học từ vựng tiếng Pháp tiếp theo về danh từ non comment, lấy từ chung. Thông thường thì ở listo the type de non có hai phân chia làm hai loại từ danh từ chung và danh từ riêng. Les non comment, lấy từ chung, qui désigne tous les êtres, tous les choses qui appartiennent à une même catégorie logique, à une même aspect. Danh từ chung thì miêu tả những sinh vật sống hoặc những cái đồ vật mà cùng thuộc một cái loại tính chất hoặc là cùng một cái loài. Ví dụ như đây, actor là chỉ về diễn viên, hoặc clip les viên là sentiment, và example cái danh từ riêng ở lên non propre qui désigne un individu, un groupe d'individus, un lieu, une chose unique. Nó diễn tả một cái cá thể, một cái cá nhân hoặc là một cái vật thể riêng duy nhất ở một cái nơi nào đó. Ví dụ Dominic là tên riêng, Nantes là tên thành phố, Norbert là cái tên của một cái nhà xuất bản rất nổi tiếng tại Pháp. Le nom et le noyau du groupe nominal. Le groupe nominal peut comporter. Cái danh từ thì là một cái nhân cái nõi của một cái cụm danh từ. Cụm danh từ ở đây thì là gồm có thể là bao gồm có một cái determinant là một cái từ hạn định hoặc từ giới hạn. Anh macaron một chỉ là một cái bánh macaron. Group acet adjectival một cái cụm tính từ, une fraction thể trans là cụm tính từ thể trans rất là lạ, một cái hành động, một cái phản ứng rất là lạ. Group prepositional là le bureau de mon chef, đây là nói về một cái cụm bạo từ, một cụm giới từ. Cái bureau, cái phòng làm việc của sếp của tôi. Another group là nominal apposition, có thể là một cái cụm danh từ đồng vị ngữ apposition. Con trai của tôi tức là Tom, là Tom. Une support donné relatif, support donné relatif là cái mệnh đề quan hệ. La crainte qu'on le dénonce, cái sự lo sợ mà người ta sẽ tố giác nó. Support donné complétif là couleur que j'ai choisi, một cái mệnh đề bổ sung cho cái màu mà tôi chọn chứ không phải cái màu mà người khác chọn. Chúng ta list sâu hơn một chút là un nom commun à l'efférent d'un nom propre est généralement succédé l'un des terminants qui précise son nombre et son genre. Ce terminant peut-être. Cái danh từ chung thì thường khác với cái danh từ riêng, ở đây là nó thường có một cái determinant là cái từ hạn định đứng ở phía trước để nó chỉ ra cái giống một cái số của cái danh từ đó. Cái từ determinant, cái từ hạn định này có thể là một cái active hay một adjective, cái type possessive và tính từ mạo từ, tính từ sở hữu, tính từ chỉ định, tính từ indefinie, tính từ không xác định, và adjective numeral, tính từ hỏi, và tính từ exclamative là tính từ cảm thán. Thấy rồi, mạo từ ở đây ví dụ Vin là đề, mà Vin là cái thành phố của tôi chứ không phải thành phố của người khác. Setvin là chỉ định cái thành phố này chứ không phải thành phố khác. Cái xác tên viên là một cái vài thành phố không xác định. Đơn viên là cái số lượng. Can viên từ để hỏi. Và xong. Làm sao? L'adverbe de quantité suivi de également considéré comme un terminant. Thì cái l'adverbe là cái trạng từ số lượng mà tiếp theo đó là cấu trúc mới de, thì nó thường được coi là một cái determinant, là cái từ hạn định. Là peu de viên, là beaucoup de viên, ít phố, ít thành phố, nhiều thành phố. Un document peut toutefois être employé sans déterminant dans certaines conditions. Một cái vài từ chung, danh từ chung thì có thể là sử dụng không có cái từ hạn định ở phía trước trong một số cấu trúc. Ví dụ như là un serpent à sonnette. Đây là miêu tả một cái, đây là một cái cụm mà group nominal, một cái cụm danh từ một cái con rắn đuôi chuông. Comme une lame en peine. Ere là đi lang thang, giống như một cái linh hồn mà bất vưởng, hoặc là đúng không? Một cái linh hồn lang thang. Patient et longue de temps. Cái sự chờ đợi và cái sự
cái dài, cái rất là thời gian rất là kéo dài. Ta đi theo nói về genre de nom comment, giống của danh từ chung. Le nom possède un genre sur lequel le signe est un être vivant. Un nom ne peut que rarement varier en genre, généralement soit masculin ou féminin. Thông thường thì một cái danh từ đều có một cái giống của nó. Thông thường thì nó hoặc là giống cái, giống được hoặc giống cái. Par exemple, un ouvrier, một cái người công nhân nam, une ouvrière, một người công nhân nữ, le chien là con hổ, hổ đực, chiens là hổ cái, adept là cái môn đồ, tín đồ, vì là adept. Canon s'emploie un différemment au masculin ou féminin, một cái số từ thì không phân biệt đâu là dùng cái dùng được, nó dùng chung. La famille, une famille, un terme, une terme, par exemple. D'autres noms semblent avoir deux ans, mais ce sont en réalité des noms distants, mais homographes, même orthographes, dont l'un est féminin et l'autre masculin. Si on homographe, ont des sons très différents, par exemple, un poème appareil de chauffage, et d'ailleurs, thì một số cái từ, cái danh từ thì có hai cái giống, nhưng mà trên thực tế thì nó dựa vào cái, mặc dù nó cùng cái chính tả, nhưng mà một thì là giống cái, một thì giống được cái nhưng mà cái này thì có cái nghĩa rất là khác nhau. Ví dụ đây là cái pole, là pole là cái một cái máy làm nóng, mà cái uyên pole là một cái chảo làm bếp. A livre là một cái cuốn sách mà con lì chúng ta đọc. Một livre là unité de poids, là 1/2 kg, là 500 g. Il est nécessaire de connaître les gens du nom parce qu'il détermine à l'accord de nombreux autres mots dans la phrase. Par exemple, thì cái việc mà biết cái giống của cái danh từ cực kỳ quan trọng, tại vì nó sẽ xác định cái, để xác định cái hợp giống trong cái từ, những cái từ trong pha trong cái câu. Ví dụ như là ở đây có phải xác định được cái determinant, là cái từ hạn định của nó. Ví dụ là pantalon là ce pantalon, ma jupe và can jupe, là cái từ pantalon ở đây là danh từ giống đực thì nó đi kèm với những cái từ hạn định. Ví dụ là le, ce, pantalon, bây giờ jupe ở đây giống cái thì phải đi với lại cái từ hạn định giống cái là ma, can. Adjectif qualificatif, une question qui est en jeu, un groupe de prépositionnel, par exemple, le concept, par exemple, un autre groupe de proposition multi, donc je vois le cas de journée, non, je vois le type, ok. Quel nom semble être différent des mots que féminin? Ah là. Féminin de l'homme comment? Je vais dire deux donc cas, par exemple, le féminin se forme généralement en ajoutant un au nom masculin. Thông thường thì để cấu tạo những giống cái của một cái từ thì chúng ta thêm ở phía sau cuối cùng của từ. Ví dụ ở đây anh commerçant, un commerçant là một cái người thương gia, một cái người thương gia nữ. Enemy, enemy, enemy là cái kẻ thù, một cái kẻ thù nam, một cái thù địch, là cái này thù địch. Artisan, un artisan là nói về cái artisan, là cái thợ, người thợ thủ công. Đây là một số từ có cấu trúc ở phía đuôi của nó là o, e, n, là e, r, e, t, thì chúng ta có thể thêm và chuyển chuyển đổi nó thành, ví dụ như là chamo là cái con lạc đà thì phải chuyển thành asamen, là agneau, con cừu, cừu non thì anyen, juvenso. Juvenso ở đây là gì ta, là Juvenso là người thanh niên, thì đây là một người no, cái này là Juvenile. Đây là mình chưa sửa cái này, là một cái người nữ thanh niên. Và bây giờ mà ici en chuyển thành en là double en là anh colonel, là anh colonel ở đây là đại tá, anh colonel là một cái đại tá nữ.
Intellectual, cái trí tuệ hoặc trí gọi là trí thức. Ui. Une intellectual. Le boulanger, tiệm bánh mì là người bán bánh mì. Le crémier là cái chủ tiệm kem, là crémier. Un miné, une miette. Miné, miné đây là trong từ thông thường nó là chủ nghĩa là con mèo, có thể là nói về từ gia đình, đó là anh yêu là em yêu. Anh cadet, une cadette à. Ở đây đó là một cái nói về cái người con út. Với một số từ có cái đuôi đó là f p y n y o n t y con sa thì có thể thay đổi như sau: f và adverb, verb, verb làm người quá bụ, quá chồng, quá chồng nó quá vợ, đây người là quá vợ hoặc là người gái quá chồng. Anh Jew, người Do Thái. Anh Louvre, Louvre là cái con sói. Le sien, collégien, collégien, doyen, doyen, piéton, cái người đi bộ, và piéton, thêm hai, double, en, champion, champion, rédacteur, rédactrice là cái biên kịch, électeur, électrice cái người người có bầu cử, électeur, une chanteuse, donor là cái người làm từ thiện, là cái người cho đi, gọi là làm từ thiện nào. Une donneuse, chasseur, chasseuse, đây một số cụm từ từ hơi đặc biệt, phải thêm đúp là cái SS và thêm ở sau. Defender, defenderess là cái bị đơn. Chasseur đây là cái người đi săn. Époux, épouse, chồng và vợ. Paresseur đây là gì ta? Paresseur đây là gì ta? Chả quên rồi. Paresseur không nhớ. Paresseur. À oui, paresseur là người lười biếng. Người lười biếng. Plus rien les noms comment? Chưa trải qua cái làm thế nào để miêu tả cái số nhiều của cái danh từ. Ví dụ là đây. Thông thường thì nó sẽ xem S thôi. Ajoutant S vì sao? Ví dụ là éléphant, éléphant. Cũng con voi, nhiều con voi. Envie, détail, chi tiết, nhiều chi tiết. Anh work, works, anh xoa, anh lựa chọn nhiều con gấu giống nhau. Cái từ mà có đặc biệt thế này, có S, X, Z ở phía sau thì không không thay đổi khi mà nó là số số nhiều. Attention ở đây, khi mà một quả trứng này, anh love, deserve là không đọc ở phía sau F, S. Đọc là deserve chứ không đọc là anh love, earth, love là có đọc phở ở phía sau. Above, deber, os, deso. Không đọc S về sau, không đọc S về sau, ở F. Một số từ khác, một cái nhóm từ khác thì sẽ thêm X ở phía sau. Ví dụ, annoyo, de annoyo, support, de support, server, de server. Animal, les animaux, un soin, des soins, un nez, des nez, un vent, des bourgs, un coran, des coraux. Coran đây là cái gì dưới biển, san hô, un amen, des gemmes, bijou, bijou, caillou, caillou, sou, sou, genou, genou, joujou, một số cái cụm. Danh từ kép ở đây, ví dụ anh oiseau, mousse là cái chim ruồi, thì cái chuyển số nhiều xem x phía oiseau và cái mousse là thêm s, là grand père, mes grands pères, không grand duy, để không grand duy, không từ grand duy là cái bản tóm lược một cuộc họp hoặc là một cái rapport, cái hội thảo ví dụ thế, không được grand duy, tóm lược những cái ý chính.
Pomme de terre, để pomme de terre. Với pomme de terre thì thêm chỉ thêm áp về phía ơ phía sau. Je vous remercie de votre attention.